cộng đồng LCK ngả mũ bái phục màn dí đam quân toàn tập từ Pháp sư Pelu. Bình luận viên Hoàng Luân thường được cộng đồng gọi vui là Pháp sư Pelu bởi khả năng đoán ngược kết quả nhiều trận đấu. Và LCK mùa xuân 2023, điều này cũng không ngoại lệ khi bình luận viên này đã có một loạt nhận định liên quan đến D+ Kia. Trên livestream cũng như các video YouTube cá nhân, Hoàng Luân đánh giá cao D+ ở mùa này dù đội không có phong độ quá ổn định. Và tất cả dự đoán của Pelu liên quan tới đội đều ngược lại hoàn toàn. Do đó, cộng đồng fan LCK Việt Nam một lần nữa xôn xao trước khả năng ám quẻ của Pelu, đồng thời đã tổng hợp lại các dự đoán kinh điển của ngài Pháp sư liên quan đến D+ Kia. Đầu tiên, Hoàng Luân cho rằng D+ Kia là đội duy nhất có thể cắt chuỗi bất bại của T1 ở lượt về. Tuy nhiên, Canyon và đồng đội bất lực hoàn toàn trước sự ổn định của T1 và thất bại hai trắng. Tiếp đó, anh cho rằng Damwon chắc suất top 2 vòng bảng dù phải cạnh tranh với Genji và KT. Kết quả là đội đã thua đối thủ trực tiếp hai trắng, thậm chí rơi xuống vị trí thứ tư và mất quyền chọn đối thủ ở vòng 1 playoffs. Chưa dừng ở đấy, bình luận viên này cũng tin vào phong độ của Showmaker và sự trở lại của người chơi đường giữa này. Nhưng cuối cùng, anh cũng không thể hiện được nhiều khi đối đầu với các đối thủ mạnh như Faker, Chovy hay mới nhất là Zeka. Cuối cùng, Pelu chốt hạ, D+ Kia sẽ vượt qua Hanwha Esports ở vòng 1 playoffs, sau đó tiến sâu vào trong để cùng T1 giành vé tham dự MSI. Kết quả như chúng ta đều biết, D+ Kia thất bại 1-3 và kết thúc LCK mùa xuân năm nay ở vị trí thứ 5, thành tích thấp nhất trong lịch sử đội. Tất nhiên, việc D+ Kia liên tiếp thất bại là do sự sa sút phong độ của các tuyển thủ, cùng với đó là một Hanwha Live thi đấu quá xuất sắc. Nhưng rõ ràng, cộng đồng Liên minh Việt không khỏi trầm trồ cho những dự đoán có tỷ lệ ngược 100% của Hoàng Luân trong giai đoạn vừa qua.